Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc Airbus A330 đặc biệt đến hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này toàn thân được sơn màu trắng tinh, không có bất kỳ họa tiết hoa văn gì. Đây là một chiếc A330-200 của hãng Highfly Manta. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp được Airbus A330 của hãng này đến sân bay Nội Bài. Còn bình thường thì hãng toàn sử dụng loại Airbus A340-300 đến sân bay này. Hãng Highfly Manta là một hãng hàng không thuê bao, nên máy bay của hãng bay thuê cho rất nhiều hãng trên thế giới. Và trong mùa dịch này thì các máy bay của hãng chủ yếu bay thuê để làm nhiệm vụ chở hàng. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc A330 được sơn màu trắng tinh của Highfly xuống sân bay Nội Bài. Các chiếc A330 luôn có kiểu tiếp đất rất độc đáo, trông như một nghệ sĩ chơi băng nghệ thuật. Bây giờ thì các động cơ của máy bay đã chuyển sang chế độ thổi ngược để giảm vận tốc và giúp ổn định máy bay trên đường băng. Chiếc này được trang bị hai động cơ CF680E1 của General Electric. Và đây là pha hạ cánh của chiếc A330 của Highfly được quay từ camera góc không. Đây là view từ sân thượng khách sạn Paragon Nội Bài. Chiếc A330-200 của Highfly làm mình nhớ đến đội bay Airbus A330 của Vietnam Airlines. Đây chính là chiếc A330-200 cuối cùng của Vietnam Airlines, chiếc VNA-381 trong chuyến bay cuối cùng đi trả tàu. Mình biết cũng có nhiều bạn rất luyến tiếc đội bay Airbus A330 và Boeing 777 của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, các chiếc máy bay thuộc hai đội bay này đã cũ, chi phí khai thác cao và nội thất cũng không được hiện đại. Thay vào đó thì hiện tại Vietnam Airlines đã có hai đội bay Airbus A350 và Boeing 787. Các chiếc máy bay thuộc dòng hiện đại nhất trên thế giới. Và thời gian sắp tới thì các bạn yêu Airbus A330 có thể được trải nghiệm các chiếc này trên các đường bay nội địa, khi hãng Vietjet Air sẽ nhập về Airbus A330. Trở lại với chiếc A330 màu trắng của Highfly Manta. Đây là lúc chiếc máy bay này đã bốc dỡ xong hàng hóa và đang tiến ra đường băng cất cánh. Chiếc A330 của Highfly không rẽ vào đường lăn S1 mà lại tiến thẳng theo đường lăn S7.
Như vậy nó không cất cánh ở đầu đường băng 11R mà cất cánh ở đoạn đường băng giao với đường lăn F7. Từ vị trí này đến cuối đường băng 11R có chiều dài gần như tương đương với đường băng 11L, tức là khoảng 3,2 km. Vẫn dư sức để cho các máy bay cất cánh. Và đây là chiếc ATR-72 duy nhất còn trong màu sơn của Vietnam Airlines cũng đang tiến ra đường băng cất cánh. Chúng ta sẽ có một so sánh thú vị về tương quan kích thước của hai loại máy bay này. Và bây giờ chiếc A330-200 của HiFly Manta bắt đầu tiến vào đường băng cất cánh. Phía xa hướng theo chiếc máy bay là đường băng 11L sân bay Nội Bài đang được thi công khẩn trương và có vẻ đang đến giai đoạn đổ bê tông đường băng. Chiếc máy bay của HiFly bắt đầu chạy đà để cất cánh. Máy bay đã bắt đầu cất mũi khỏi mặt đường băng. Và bây giờ nó đã cất cánh bay lên bầu trời. Bộ bánh nắp của máy bay bắt đầu được thu lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.